Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu giày bốt bằng len có phần cột dây và có trang trí họa tiết con gấu xinh xắn như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim móc 2 đầu số 4 và kéo cắt len. Đầu tiên các bạn dùng màu xanh đậm móc cho mình một mặt đế giày len. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân của giày. Các bạn gây nên cho mình hai mũi móc xích tính từ cái chân mũi dời của mặt đế. Lưu ý là ở đây nó có hai cái chân móc, thì các bạn móc vào cái chân ở phía ngoài cho mình. Đâm kim qua chân móc, móc và kéo len qua chân móc, sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Ở cái chân móc kế bên các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài. Ở đây nó cũng có hai cái chân móc và móc vào cái chân ở phía ngoài. Móc cho mình một mũi nữa kép vào cái chân móc này. Chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nữa kép vào cái chân ở phía ngoài. Tiếp tục móc một mũi nữa kép vào cái chân phía ngoài ở bên cạnh. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi nữa kép vào cái chân ở phía ngoài. Các bạn cứ móc tiếp tục cho mình các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi nữa kép cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Sau đó móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong các mũi kép đơn ở mỗi chân móc thì đến cái chân móc đầu tiên của cái mũi chụm ở mặt đế. Là cái chân móc này. Các bạn móc cho mình cái chân móc này và cái chân móc bên cạnh, các bạn móc cho mình gộp lại thành một chân. Tức là hai chân móc này chúng ta sẽ móc lại cho thành một chân. Chân kế tiếp móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này. Hai chân móc kế bên các bạn móc cho mình hai chân này chụm lại thành một chân. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình chụm lại thành một chân. Các chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình xen kẽ tương tự như vậy cho đến khi chúng ta được 7 lần mũi chụm. Sau khi móc đến mũi chụm thứ 7 thì các bạn móc vào cái chân móc bên cạnh này cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cũng móc tương tự như vậy, các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích.
móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc một mũi kép đơn vào chân bên cạnh. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến cái chân ở bên cạnh cái chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ hai. Là cái chân này. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc đến đây thì ở cái chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ hai, các bạn móc cho mình cái chân mũi chụm này và cái chân bên cạnh. Hai cái chân này chúng ta sẽ gộp lại thành một chân. Hai chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình chụm lại thành một chân. Hai chân móc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình chụm lại thành một chân. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi chúng ta được 7 mũi chụm liên tiếp. Sau khi móc được 7 mũi chụm liên tiếp thì các bạn móc vào cái chân kế bên này cho mình, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho mình cho đến hết hàng. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng móc vào chân móc này cho mình một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã xong được 3 hàng móc và đã bo được một phần đầu của cái đôi giày. Bây giờ chúng ta tiếp tục móc hàng thứ tư, gây nên cho mình một mũi xích và móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi đơn. Chân móc tiếp theo cũng móc một mũi đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc cho mình một mũi đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình, mỗi chân móc là một mũi đơn. Sau khi móc xong thì từ cái chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ ba, các bạn đếm ngược lại cho mình. 1 2 3. Các bạn móc vào cái chân thứ ba này một mũi nửa kép. Hai chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình chụm lại thành một chân. Tiếp tục hai chân móc bên cạnh, các bạn cũng móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Ở hai chân móc kế tiếp, các bạn cũng móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến khi chúng ta được 6 mũi chụm liên tiếp. Sau khi móc được 6 mũi chụm liên tiếp như thế này thì các bạn móc vào cái chân kế bên cho mình, móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh móc cho mình một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi đơn vào chân móc kế bên. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho đến hết hàng. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là chúng ta đã móc xong cái phần thân giày. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến cái phần cổ giày. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn.
Chân kế bên các bạn cũng móc tiếp cho mình một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp tương tự như vậy cho mình. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong các mũi kép đơn như thế này, đến cái chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ tư. Thì cái chân mũi chụm thứ hai và thứ ba của hàng thứ tư, các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân. Tiếp tục chân mũi chụm thứ tư và thứ năm của hàng thứ tư, các bạn cũng móc cho mình chụm lại thành một chân. Sau khi móc được hai mũi chụm như thế này thì các bạn móc tiếp cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Tiếp tục gây nên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tiếp tương tự như vậy cho mình, ngay cả ở hai cái chân móc này cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn cũng dùng mũi dời móc vào cái chân móc này cho mình. Sau đó gây nên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Tiếp tục móc chân bên cạnh một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc các hàng móc còn lại tương tự như hàng móc thứ hai của phần cổ giày cho đến khi cái phần cổ giày của chúng ta vừa đủ cao để ôm chân của bé. Ở đây mình đã móc lên thêm hai hàng móc, như vậy là ở cái phần cổ giày của mình được 4 hàng móc, 3 hàng móc là chúng ta không bớt mũi và cái hàng móc đầu tiên này chúng ta lại bớt mũi ở cái phần đầu. Các bạn cũng dùng mũi dời móc vào cái chân móc này cho mình. Sau đó lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc cho mình. Thì sau khi giấu len xong, chúng ta được một chiếc giày len cổ cao và có cái phần bo ở cái mũi giày như thế này. Bây giờ các bạn tiến hành móc các họa tiết trang trí cái mặt của con gấu và móc thêm cho mình một sợi dây để buộc vào cái hàng thứ nhất của cổ giày cho cái chiếc giày của chúng ta nó không có bị tuột. Các bạn dùng keo nến dán các cái họa tiết mà chúng ta vừa móc được vào trong cái thân giày và móc thêm cho mình một sợi dây để luồn vào cái hàng thứ nhất của cổ giày. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được một đôi giày cổ cao như thế này. Chúc các bạn thành công!